Tin bóng đá 24 giờ ngày 30 tháng 8. Sau Anthony, MU đón thêm một tân binh. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, MU đã đạt được thỏa thuận mượn Martin Dubravka từ Newcastle. Thủ môn người Slovakia sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm điều khoản mua đất trị giá 5 triệu bảng. Rất có thể MU sẽ cùng lúc công bố hai bản hợp đồng Anthony và Dubravka. Trước đó, MU cũng đạt thỏa thuận mua cầu thủ người Brazil từ Ajax với giá 95 triệu bảng chưa tính phụ phí. Anthony hiện cũng đang trên đường tới Manchester để hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng mới. Những năm vừa qua, Dubravka là thủ môn số 1 của Newcastle. Tuy nhiên, thủ thành sinh năm 1989 này mất suất bất chính mùa này sau sự xuất hiện của Nick Pope. Huấn luyện viên Erik ten Hag hy vọng Dubravka sẽ tạo ra sự cạnh tranh nơi khung gỗ MU với David De Gea. Trong mùa hè 2022, Quỷ Đỏ đã để Dean Henderson chuyển tới Nottingham Forest dưới dạng cho mượn. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.